Chào toàn thể quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, tại có địa chỉ tại là siêu thị ô tô BK Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình. Hôm nay em có xin giới thiệu với tất cả các bác một chiếc xe, đó là chiếc xe Camry. Chiếc xe này là đời 2018 các bác nhé, hàng Việt Nam lắp ráp ạ. Bây giờ em xin phép được với các bác, em định sẽ đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe là cái phần ngoại thất của nó. Mặc dù là xe đã qua sử dụng nhưng mà chủ trước họ rất là giữ gìn chiếc xe các bác. Và nước sơn còn rất là đẹp nha các bác nhé. Một chiếc xe mà phải nói là rất là quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Đây, em sẽ đi một vòng. Chiếc xe này là một thời nó là niềm mơ ước của rất nhiều người dân Việt Nam đấy ạ. Như các bác thấy. Thiết kế kiểu form dáng mới nha các bác nhé. Từ mặt ca lăng, đèn cũng được đèn là full led các bạn. Em xin phép được đi vào bên trong một chút. Và về phần nội thất trong xe, nhìn chung là nội thất còn rất là sạch sẽ các bác nhé. Da cũng còn tương đối mới, trên 90% rồi các bạn. Nội thất rất là sạch sẽ này, chủ trước rất giữ gìn. Từ phần vô lăng, bọc da rất là còn khá là mới đấy. Nhìn chung thì theo em nghĩ thì cái phần option của Toyota thì em cũng không dám bàn, vì nó rất là quen thuộc với mọi người. Rất rất nhiều các bác đã từng sử dụng chiếc Camry, đi thì rất là êm ái. Một chiếc sedan mà ngày xưa em nhớ có những thời điểm mà lúc em còn nhỏ mà nhìn thấy một chiếc Camry thì sướng lắm, bảo bao mơ ước cả đời và bao giờ mình bước ngồi một chiếc xe như này. Xe bây giờ cũng được trang bị là khá nhiều thứ, được cải tiến. Cửa điện, gương điện, rồi đồng hồ hiển thị các bạn. Em xin phép đi ra phía đằng sau. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ hai của xe thì cũng khá là rộng nha các bác nhé, ngồi rất thoải mái, rộng rãi, rất là rộng rãi các bạn. Ghế trước là ghế chỉnh điện này các bác này. Nội thất của xe là màu kem rất là đẹp. Cửa sau cũng kính điện nha các bác nha, một chạm. Và phía đằng sau phần cốp xe thì rất là rộng, để đồ sẽ rất thoải mái. Nếu như các bác nào mà hay chơi cốp thì có thể nói là một chiếc cốp này có thể được để được đến 2 tới 3 bộ gậy nha các bác nhé. Nước sơn rất là khá là mới đây các bác. Và một điều đặc biệt nữa em xin cũng xin chia sẻ với các bác rằng, và vì rất nhiều các bác là thường là khi đi mua xe cũ thì mọi người hay có quan niệm là không biết xe này có phải là xe đã từng bị tai nạn hay không, có tháo cẩu máy hay không, hay là xe có từng đã bị ngập nước thì chưa. Thì em xin thưa rằng đến với siêu thị ô tô BK chúng em xin cam kết tất cả với các bác bằng văn bản, xe không đâm va, không ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi, rồi máy móc thì là không bị ngập nước, không phỉ kích. Đấy. Và một điều nữa là bên em cũng đang hỗ trợ đến những cái chiếc xe đời nhà lệ, từ hỗ trợ vay vốn ngân hàng từ 70 đến 75%.
quý anh chị nếu có quan tâm đến em đến thì em thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Vika Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối diện bến xe Mỹ Đình. Em xin chân thành cảm ơn.